Hello anh em nhé, cảm ơn anh em trở lại với kênh YouTube của Duy nhé. Ngày mới Duy chúc tất cả anh em thật là vui vẻ nhé. Hôm nay mình nhận một con iPhone X này, tình trạng nó đang là bị hello này, không biết khách của mình mang đi đâu, quán nào người ta chạy đi rồi về hello rồi. Lúc đầu anh ấy báo bảo là bị passcode gì đó, anh muốn bypass full sim sóng nhưng mà không biết mang đi cái quán nào ấy, người ta chạy lại đi, bây giờ là bị khóa ở hello rồi. Bây giờ người ta bảo trả về và là không được. Và anh ấy mang đến cho mình là muốn bypass lại sử dụng không cần sim sóng nhá. Bây giờ mình sẽ tiến hành là bypass wifi cho anh đấy. Còn mình báo anh ấy có hack hai cách bypass, một là bypass hello full sim sóng cơ. Nhưng mà anh ấy bảo là giá chát quá nên là thôi, anh ấy bypass dùng wifi tạm để cho đứa con nó học. Đó. Anh em nên lưu ý nhá. Đây anh em sẽ mở cái máy tính của anh em lên này. Và mình sẽ sử dụng cái tool là cái tool unlock tool nha anh em nhá. Đây này, mình mở tool lên này. Đây là unlock tool này. Và anh em lưu ý là đừng có mang đi ra quán người ta chạy, phải nghe người ta báo giá hoặc là báo cách làm cho anh em. Đó. Bây giờ anh em sẽ mở cái tool của anh em lên này. Anh em bấm vào phần Apple này. Đó, anh em bấm vào phần giam đích cho mình này. Rồi anh em chọn cái file giam đích cho mình. Anh em ở hello như này, anh em bấm sẽ get activation. Đây là lấy bản backup của nó nhá. Anh em sẽ cắm cái kết nối vào. Nó sẽ khác với các bước anh em bypass passcode nhá. Bây giờ mình sẽ mở bao tool đây. Bao tool mình đã báo nhận thông tin chiếc iPhone X này rồi. Bây giờ anh em sẽ ấn vào Get Activation này. Anh em ấn chọn No Trang Series này. Và anh em chờ nó một chút để lấy nó tạo cái file backup hello cho anh em. Rồi nó tạo thành công rồi. Như này là anh em, bây giờ anh em sẽ chuyển cái máy vào chế độ Recovery DFU nhá. Bây giờ anh em vẫn sẽ ấn tăng giảm âm lượng này, rồi ấn dĩ nút nguồn này. Rồi máy tắt nguồn đi, anh em ghim thêm nút giảm âm lượng cho mình, giữ đến 5 giây, rồi anh em thả cái nút nguồn ra. Rồi vẫn giữ ở nút giảm âm lượng cho mình này. Nếu mà không được thì anh em phải làm lại cho mình nhé. Đó, anh em ấn tăng giảm âm lượng này. Anh em phải làm lại, khi nào vào được DFU thì thôi. Đó, mình vào được DFU rồi. Đó, giờ mình vào DFU được thì anh em sẽ ấn, bây giờ anh em ấn vào BND DFU cho mình này, vào Gator này. Đó, anh em ấn vào cái phần này để xem driver. Và bạn nào có nhu cầu bypass hoặc vấn đề về điện thoại có thể nhắn tin cho mình nhé. Mình sẽ hỗ trợ anh em bypass từ xa. Anh em nào không biết làm thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em làm. Facebook, Zalo mình để ở phần mô tả của video này. Nhiều bạn nhắn tin cho mình không biết làm. Đầu tiên anh em phải có tool, trước đó anh em mới có thể làm được. Cái tool này hiện tại là mình không phải là tool free. Đó, nên anh em phải có tool, bỏ tiền ra anh em mua tool thì mới có thể là sử dụng được. Đó, tool này là tool mất phí. Nói thẳng với anh em là thế. Bây giờ anh em sẽ ấn vào boot giam đích này. Anh em BND DFU xong rồi em ấn boot giam đích để nó giam đích cái chiếc máy này lên này. Nhiều tool gọi là tool free đó, nhưng mà mình trải qua trải nghiệm rồi. Nhiều khi nó lỗi tùm lum nên anh em bypass. Trường hợp là backup passcode rồi xong anh em factory reset, nhưng mà cái file hello đó anh em không có, thế nên là chả làm gì được. Đó, nên là nhiều khi bị oan ở đấy. Nên là anh em cứ dùng cái tool mất phí này cho nó an tâm. Đó, giờ anh em chờ một tí này, nó giam đích này. Đây, nó giam đích, ok rồi. Anh em ấn vào bypass hello dit OTA này, là chặn cập nhật này. Rồi anh em bấm vào chọn phần no series nhá, là không cần đổi series đó. Nó báo như này, anh em ấn fit mountain 2 cho mình nhá. Đó,
Đó, Fit Mountain 2 rồi anh em vẫn bypass Hello lại cho mình. Đó, nó sẽ không báo lỗi nữa. Đó, bây giờ chờ cái chiếc máy này lên thôi. Đó, anh em chờ chiếc máy lên thôi. Đó, đây, máy của mình đây, mới khởi động lên này. Đây, mình vào giới thiệu cho anh em xem này. Giới thiệu này, đây là iPhone X nha anh em nhé. 256GB này, iOS 16.7.11 này. Đó, nên là anh em hạn chế, tránh đừng có mang đi chạy lung tung nhá. Đó, sóng thì nó vẫn còn ở đó nhưng mà anh em không thể gọi được đâu. Email các thứ thì vẫn còn nhưng mà nó cứ báo có SIM ở đó nhưng mà anh em không thể gọi được. Đó, bây giờ anh em có thể sử dụng full chức năng. Đó, clip của mình chia sẻ đến đây là kết thúc nhá. Nếu anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình để cho mình ra những video chia sẻ tiếp theo nhá. Hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo nha. Bye bye.